Đây, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì chúng mình đang mưa các bạn ạ. Thật ra là nó tiếng mưa nó hơi to bạn nhé, các bạn thông cảm. Đó, mình vừa mua trên Shopee được cái đầu quạt này các bạn ạ, đầu quạt không chổi than các bạn nhé. Đó, thì nhưng mà cái này thì chúng ta cần phải hàn. Thì shop nó có tặng cho mình một cái chiết áp các bạn ạ. Chứ còn con 7805 này thì không thể nói đến. Đó, mà cũng chả có cái sơ đồ gì gửi về. Đó, nên ra là cũng sẽ khó cho tất cả mọi người khi đặt nhé. Cái này thì không phải mình mua của kênh Anh Thợ Điện đâu, mà mình mua trên sàn Shopee các bạn ạ. Trên sàn Shopee hiện tại bây giờ ấy, nó cũng đã bán rất là nhiều rồi. Thì mình thấy có những kênh Anh Thợ Điện ấy cũng làm cái này. Thì thực tế ra là bạn đó là ít tuổi hơn mình thôi. Đó. Nhưng mà tên của bạn nói là kênh Anh Thợ Điện các bạn nhé. Đấy, thì thôi không nói đến kênh đấy nữa. Thì hiện tại là hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách hàn này. Đó, thì cái đầu quạt không chổi than khi chúng ta mua về nó sẽ như thế này. Đó, và có cái chiết áp này. Và con 7805 đây, mình sẽ zoom sát về cho các bạn xem nhé. Đó, đây 7805 các bạn ạ. Hiện tại là mình đang quay dưới ánh điện mà đang quay cái Samsung này, đâm ra là nó cũng không được nét như cái iPhone kia. Cái iPhone này thì nó đang hết pin mất, mình phải quay bằng cái Samsung các bạn. Rồi, đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người cái cách hàn các bạn nhé. Cái cách hàn rất là đơn giản thôi. Đây, thì đây để mình zoom sát lại các bạn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ quay lưng như thế này. Đó, sẽ quay lưng như thế này các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một cái kìm đi. Lấy một cái kìm này. Đó. Đây, chúng ta sẽ quay như thế này nhé. Chân số 1 thì chúng ta sẽ quay ra đây và bể ngang ra bên này. Bởi vì chân số 1 này. Đó, mình sẽ lấy điện áp vào các bạn nhé. Điện áp dương nguồn 12V vào. Mình sẽ bể ra bên cạnh này. Đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ bể ra bên cạnh như thế này các bạn nhé. Đó. Và đây, thì khi chúng ta đặt xuống như thế này, chúng ta sẽ bể cái này sang một bên như này nữa. Và chúng ta sẽ lấy cái kìm mà chúng ta sẽ bể nó ra là được, ok các bạn nhé. Đấy, thì đây. Và chúng ta sẽ gập chéo chéo như thế này các bạn ạ. Đó, cái chân này, cái chân giữa này sẽ hàn ra cái chân số 3, có nghĩa là cái chân đầu tiên của chiếc ráp. Đó. Đây các bạn nhé. Và cái chân này mình đồng thời mình sẽ bể quạt xuống như thế này để nó hàn biểu ra hai bên như thế này các bạn. Các bạn chờ mình lát để mình bẻ cái này nó xuống các bạn. Đó, đây các bạn. Đó, các bạn hàn như này cho mình nhé. Đây, quay thứ tự, chân số 1 sẽ là điện áp dương, chân giữa này sẽ là chân âm và chân này sẽ xuất ra 5V các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn. Đây thì mình sẽ hàn nhé. Mình hàn xong thì mình sẽ quay cho tiếp cho các bạn xem tiếp này. Đó, mình sẽ tiến hành mình hàn vào các bạn nhé. Thì cái này chúng ta sẽ hàn vào này và hàn cái chúng ta sẽ đắp thiết vào cái chân giữa này luôn. Đó, và chân bên cạnh này luôn. Và điểm giữa này luôn. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ ra nhé. Đó. Đây các bạn. Như vậy là mình đã hàn xong cái bộ tăng giảm của cái quạt rất là đơn giản. Mà mình kiếm trên YouTube đấy cũng thấy rất là ít các bạn nhé. Đó, ít người chia sẻ thực tế, video thực tế này luôn. Hôm nay mình quay cận cảnh như này. Bởi vì các bạn ấy nếu mà sợ đấu dây nhầm thì bạn nên kiếm một con diode nhé. Các bạn chờ mình lát để mình kiếm con diode hàn vào đây. Tại vì sao mình phải hàn diode thì tí nữa mình sẽ nói sau các bạn nhé. Đây bạn, mình vừa kiếm được con diode ở trong cái mạch cũ vứt đi các bạn. Thì mình gom lại những cái mạch cũ này khá là nhiều để làm video và cần kiếm linh kiện đấy các bạn. Đó, thật ra là anh em làm nghề ấy, thì mình tin chắc rằng gom những cái mạch có linh kiện này rất là nhiều các bạn nhé. Đó, đây, vừa bật quên không bật cái đèn flash đây. Đó, thì cái con diode này có thông số là đây. Đó. Đây nha bạn nhé, thông số là 460 này, 0409 này. Rồi, thì mặc định nhé, cái mặt trắng này này nó sẽ xuất ra cái đầu dương nguồn. Thì
chúng ta sẽ hàn vào đây các bạn nhé, hàn vào như này cho mình các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn vào đó. Đây mình sẽ tiến hành mình hàn vào như thế này các bạn nhé. Rồi đây như này các bạn ạ. Bởi vì sao mình phải cần hàn diốt, bởi vì cái con 7805 này này nó rất là dễ chết khi các bạn cấp ngược cực các bạn nhá, và đồng thời cấp ngược cực ấy thì đây cái này của chúng ta cũng sẽ hỏng các bạn nhé. Nó đâm ra là vì sao mình cần phải cái con diốt này, nó con diốt này thì khá là hữu ích và công dụng các bạn nhé, rất là ok đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người hàn cái dây của đầu quạt này vào các bạn nhé, và tiến hành chạy thử cho mọi người xem. Đấy thì dây xanh các bạn nhé, các bạn dây xanh nếu bạn hàn vào cái điểm giữa của cái chiếc áp 50k này các bạn nhé. À đấy, mình quên, mình không nói là cái chiếc áp này bao nhiêu, là chiếc áp này 50k này đó. Và dây âm thì chúng ta sẽ hàn ra chân ngoài này nhé, hoặc là chân giữa của cái con này luôn, là cũng là điểm âm luôn các bạn nhé, hoặc là hàn chân này cũng được các bạn. Đấy thì mình sẽ hàn luôn ra chân ngoài này đi cho nó đỡ nhùng nhằng các bạn nhé. Nó mình không có cái gì kẹp ấy nên là thao tác nó hơi khó các bạn. Thôi mình hàn trên này đi, điểm trên này nhé, là điểm giữa này các bạn. Đấy đây xong. Và cái điểm dương nguồn thì chúng ta cũng sẽ hàn vào cái chân đầu trắng của diốt này các bạn ạ. Đó, như này các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn rõ chứ. Đó. Và cái điểm này sẽ là cấp cộng 12V, dương 12V vào đây. Và điểm âm thì chúng ta sẽ cấp vào chân này, và cũng đồng thời là cái chân dây đen này các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp điện áp. Đây các bạn, cái khối pin 12V này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp vào cái đầu quạt này các bạn nhé. Đây, điểm dương nguồn chúng ta sẽ cặp vào đây. Và điểm âm nguồn cũng chính là cái tản nhiệt của con 7805 này các bạn nhé. Lưng của con 7805 là âm luôn. Bởi vì cái lưng này ấy, nó sẽ thông với cái chân giữa này. Thông với chân giữa này. Và chân giữa này cũng sẽ dẫn ra cái chân số 1. Đó, mình kẹp vào chân số 1 cũng được các bạn nhé. Đó, đây. Bây giờ mình sẽ tăng ga này. Đó. Tăng mạnh dần lên này. Đấy. Giảm này. Đó, giảm hết cỡ nhá. Đó, bây giờ tăng khẽ lên này. Đó. Cái này thì mình không có máy bắn tốc độ các bạn ạ. Nếu mà có thì mình sẽ bắn cho các bạn xem, nó sẽ chuẩn xác hơn. Đây, mình sẽ kiếm một cái đầu khóa cánh này để mình vặn vào cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ tiến hành mình kẹp vào đây luôn các bạn. Đó. Đây các bạn. Đó, mình sẽ ga dần lên. Đó, quay nhanh dần. Cái đầu quạt không thổi than này rất là êm các bạn nhé. Đó, video sau mình sẽ làm hẳn vào một chiếc quạt luôn. Đó, mình sẽ hướng dẫn mọi người các cách mà độ chế làm thành một chiếc quạt luôn các bạn nhé. Đó, chứ không phải là thì từng bước dần dần các bạn ạ. Đó, thì mình phải gây dựng những cái cách đấu nối trước, và sau mình sẽ làm những cái cách mà quy thành một chiếc quạt các bạn nhé. Thì những cách làm lên một chiếc quạt nó rất là đơn giản thôi. Và cái này nếu mà chúng ta muốn tạo cái bộ số ấy thì cũng rất là đơn giản các bạn nhé. Đó. Đây mình sẽ giảm dần này, nó quạt sẽ giảm dần và mình sẽ tăng ga dần. Đây các bạn nhìn này, nó quay mạnh dần lên. Đấy, tăng dần. Đó rồi thì video này cũng khá là dài rồi. Đó, mình đã hướng dẫn mọi người cách hoàn thành một cái cách mà có thể làm cho cái đầu quạt chổi than của chúng ta có điều chỉnh tốc độ và chạy được các bạn nhé. Đó thì video sau mình sẽ làm một cái video về cái cục quạt thành một chiếc quạt luôn các bạn nhé, từ A đến Z, từ những cái vỏ viết cái quạt cũ. Và video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách độ chế
không cần vỏ luôn, mà nó chiếm kiếm cái cây sắt mình ta làm này, và có thể cho cái tô lăng là nó chạy đi chạy lại được luôn các bạn nhé. Rồi, mọi người thấy video này hay và bổ ích thì có thể cho mình một nút like và đăng ký kênh các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, xin chúc mọi người thành công. Hẹn mọi người video tiếp theo nhé.